Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết, 3 ngày trước đã xảy ra một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng ở Nhật Bản. Một chiếc Airbus A350 của Japan Airlines trong khi đang hạ cánh xuống sân bay Haneda đã va chạm với một chiếc DHC-8 của lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản. Hậu quả là hai chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn. Rất may là toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay của Japan Airlines đã kịp thời sơ tán. Tuy nhiên, 5 thành viên trên chiếc máy bay của cảnh sát biển Nhật Bản đã thiệt mạng. Chỉ duy nhất cơ trưởng còn sống sót. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do các phi công trên chiếc máy bay của cảnh sát biển Nhật Bản đã hiểu nhầm ý của các kiểm soát viên không lưu và tiến vào đường băng 34R khi chưa được phép. Trong khi chiếc A350 của Japan Airlines đã được lệnh hạ cánh xuống đường băng này, hậu quả là vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Khi được biết về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn này, đã có một số bạn nhắn tin hỏi mình rằng tại sao tại các điểm giao giữa các đường lăn và các đường băng cất hạ cánh lại không thiết lập các hệ thống barrier hoặc các hệ thống đèn tín hiệu để ngăn máy bay không tiến nhầm vào đường băng cất hạ cánh khi chưa được phép. Đây cũng là một câu hỏi rất hay. Như các bạn thấy đấy, các máy bay có chiều dài và sải cánh rất lớn. Do vậy, các đường băng và đường lăn cần phải chống trải hoàn toàn để máy bay hoạt động. Do vậy, việc thiết lập các hệ thống barrier là không thích hợp. Còn hệ thống đèn tín hiệu ở điểm giao giữa các đường lăn và các đường băng cất hạ cánh là có. Và chúng hoạt động cũng giống như hệ thống đèn xanh đèn đỏ trong giao thông đường bộ vậy. Điều khác biệt là hệ thống đèn tín hiệu này không tự động mà chúng được vận hành bởi con người. Cụ thể ở đây chính là các kiểm soát viên không lưu. Bây giờ chúng ta hãy đến một góc quay khác ở sân bay quốc tế Nội Bài để quan sát hệ thống đèn này được rõ hơn nhé. Có thể thấy một chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Vietjet Air đang tiến ra đường băng cất cánh. Tuy nhiên trên đường băng cất cánh đang có một chiếc A321 cũng của hãng Vietjet. Do vậy chiếc A330 sẽ phải dừng chờ, chưa thể tiến vào đường băng cất cánh. Các bạn hãy để ý, phía trước mũi của chiếc Airbus A330 có một dãy đèn đỏ ngay trên đường lăn và đang bật sáng. Hệ thống đèn này chính là đèn stop bar. Khi hệ thống đèn này đang bật sáng thì các máy bay sẽ không thể được vượt qua. Mình đã hỏi một phi công và được biết, kể cả khi đã nhận được huấn lệnh tiến vào đường băng cất cánh mà dãy đèn stop bar này chưa tắt thì máy bay vẫn chưa được tiến vào mà phải hỏi lại kiểm soát viên không lưu. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ chiếc A321 của Vietjet chạy đà để có chỗ cho chiếc A330 tiến vào đường băng cất cánh. Các bạn hãy để ý, dãy đèn stop bar trước mặt chiếc A330 đã vừa tắt. Việc tắt bật dãy đèn stop bar này là công việc của các kiểm soát viên không lưu. Họ sẽ tắt dãy đèn này trước khi cấp huấn lệnh để máy bay tiến vào đường băng. Bây giờ là lúc chiếc A330 của hãng Vietjet đang vượt qua dãy đèn stop bar đã tắt để tiến vào đường băng cất cánh. Loại đèn này được đặt ngay trên đường lăn, tuy nhiên nó có tiết diện rất mỏng, được bo góc cẩn thận và được làm bằng vật liệu siêu bền, cho nên bánh máy bay có cán qua cũng không có vấn đề gì. Như các bạn thấy đấy, ngay khi chiếc A330 tiến vào đường băng thì dãy đèn stop bar lại được bật lên để ngăn các máy bay khác không được tiến vào đường băng. Theo như mình được biết thì điểm giao giữa đường lăn và đường băng 34R của sân bay Haneda cũng có dãy đèn stop bar. Tuy nhiên vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, dãy đèn đó đang không hoạt động. Các vụ tai nạn hàng không thường xảy ra là tổng hợp của rất nhiều nguyên nhân khác nhau, giống như là một chuỗi xui rủi đến liên tục vậy. Nếu dãy đèn stop bar của sân bay Haneda đang hoạt động vào thời điểm đó thì có lẽ vụ tai nạn sẽ không xảy ra. Còn nếu thời điểm mà các phi công trên máy bay của cảnh sát biển Nhật Bản tiến nhầm vào đường băng cất cánh mà là ban ngày, có lẽ chiếc máy bay của Japan Airlines đã phát hiện ra từ xa và thực hiện go down.
Và đây là hình ảnh mà mình ghi hình dãy đèn stop khi đang ở trên khoang hành khách của một chiếc máy bay. Ở vị trí cơ trưởng và cơ phó thì quan sát dãy đèn này còn rõ hơn nhiều. Máy bay đang lướt qua vị trí của dãy đèn stop. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.